Ngày trước mình hay mặc màu đen lắm, nhưng rồi không mặc nữa. Tóc nhiều gầu quá và cũng không còn bóng mượt, là mình thiếu tự tin khi mặc màu đen. Nay viện Elida Paris đã nghiên cứu thành công dầu gội mới, không những trị sạch gầu mà còn giúp cho mái tóc đen của bạn bóng mượt hơn bao giờ hết. Giới thiệu clear mới với Zin Video trị gầu hiệu quả, cùng công thức dưỡng tóc đặc biệt cho mái tóc đen ngày càng đẹp ống ả hơn. Thật vui được quay lại với màu đen mình thích. Với mình, đen mới đẹp. Clear website mới, tóc sạch gầu, đen ống ả.